Kim Nam Joo từ chối vô số mỹ nam để lấy người từng ly dị, đẻ con đầu lòng bị nghi của người khác. Không chỉ sự nghiệp, ngay cả chuyện tình cảm của Kim Nam Joo cũng vô cùng viên mãn khi cô có một mối tình đẹp như mơ với nam diễn viên Kim Seung Woo, một người bạn thân thiết lâu năm của cô. Nỗ lực vượt qua tuổi thơ cơ cực. Bên cạnh những cái tên đình đám của thập niên 90-2000 như Lee Young-ae, Go Hyun Jung, Kim Hee Sun thì Kim Nam Joo cũng là một trong số những gương mặt nổi bật đưa làn sóng Hallyu đến toàn châu Á. Kim Nam Joo sinh ngày 10 tháng 5 năm 1971 ở Suwon, Hàn Quốc. Sở hữu vẻ ngoài sang chảnh quyến rũ, nhiều người lầm tưởng rằng Kim Nam Joo là mỹ nhân ngậm thìa vàng lớn lên trong sự giàu có. Thực tế, cô đúng là từng có thời gian sống trong nhung lụa, nhưng bố sớm làm ăn thua lỗ khiến gia đình gặp nhiều khó khăn. Kim Nam Joo thậm chí còn phải đi sống nhờ ở nhà người thân. Có khoảng thời gian gia đình cô túng quẫn tới độ không có tiền mua gạo, phải sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội. Phát hiện ra bố từng có thời gian đóng phụ trong một số bộ phim truyền hình, Kim Nam Joo nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật nhưng chưa dám thực hiện bởi cô phải bươn chải kiếm sống. Ngay khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô đi làm nhân viên văn phòng ở ủy ban phường nhưng sớm từ bỏ vì nhận ra mình không phù hợp với công việc này. Vẫn giữ niềm đam mê nghệ thuật, cô quyết định đăng ký vào một trung tâm luyện thi để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào tại khoa múa của trường nữ Suwon. Đến năm 2 đại học, cô mạnh dạn đăng ký cuộc thi Hoa Khôi tỉnh Gyeonggi và xuất sắc giành ngôi vị quán quân. Đây là bước ngoặt khiến cô nữ sinh nghèo có những bước tiến đầu tiên vào làng giải trí. Mê diễn xuất nhưng vì được biết đến qua một cuộc thi nhan sắc nên những năm đầu sự nghiệp, Kim Nam Joo chủ yếu được mời làm người mẫu trên các sàn diễn thời trang. Phải tới năm 1994, cô mới đủ can đảm để tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng của đài SBS và xuất sắc giành vị trí thứ 4, chính thức trở thành một diễn viên. Với vai trò mới, Kim Nam Joo cũng bắt đầu hoàn thiện nhan sắc bằng tác động của dao kéo. Cô sẵn sàng thừa nhận mình đẹp hơn là nhờ thẩm mỹ. Cũng bởi việc này mà cô được mệnh danh là một trong số những biểu tượng dao kéo của làng giải trí Hàn. Nhan sắc hoàn hảo cộng thêm diễn xuất ấn tượng, Kim Nam Joo liên tục đóng chính và gặt hái thành công trong loạt phim như Người Mẫu, Ông Trùm, Áo Cưới, Vợ Tôi Là Số 1, Con Tim Đa Tình. Sự nổi tiếng mang về cho Kim Nam Joo vô số hợp đồng quảng cáo với các xe đắt đỏ. Trong suốt 10 năm liên tiếp kể từ khi nổi danh, Kim Nam Joo luôn có doanh thu quảng cáo dẫn đầu showbiz. Cô trở thành nữ hoàng quảng cáo giúp các sản phẩm cháy hàng trong thời gian cực ngắn. Mối lương duyên của nữ hoàng quảng cáo cùng người đàn ông đã qua một lần đò. Năm 2005, sau 2 năm hẹn hò, Kim Nam Joo bất ngờ tuyên bố kết hôn với tài tử Kim Seung Woo trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Nguồn cơn là do cả hai yêu nhau vô cùng kín đáo. Trước thời điểm công bố kết hôn, chuyện hẹn hò của Kim Seung Woo và Kim Nam Joo được diễn ra rất bí mật. Không chỉ vậy, trước khi về chung một nhà, Kim Seung Woo và Kim Nam Joo còn chưa từng có một dự án chung nào. Thế nhưng duyên phận và tình yêu vốn dĩ luôn là những điều kỳ lạ. Kim Nam Joo và Kim Seung Woo quen nhau thông qua một người bạn chung, đó chính là Soo Ho Jung. Chính Soo Ho Jung đã mai mối cô bạn thân của mình cho người bạn mà cô có dịp hợp tác trong phim Kim Seung Woo sau khi thấy cả hai người bạn có quá nhiều điểm đồng điệu. Tất nhiên, thời điểm ban đầu, Soo Ho Jung chưa từng nghĩ rằng rồi cái kết cuối cùng sẽ là đám cưới, bởi Kim Nam Joo vốn là một người dè dặt và ngại yêu đương. Trong những lần tụ tập đầu tiên, Kim Seung Woo đã bị Kim Nam Joo thu hút một cách đặc biệt. Còn Kim Nam Joo cũng nhanh chóng bị thu hút bởi sự điềm tĩnh, từng trải và cực kỳ trách nhiệm của Kim Seung Woo. Hai trái tim cô đơn đã tìm đến với nhau như vậy. Chuyện hôn nhân của Kim Nam Joo và Kim Seung Woo ban đầu nhận phải rất nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Nhiều người cho rằng Kim Seung Woo không xứng đáng với Kim Nam Joo bởi anh từng trải qua một cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Lee Mi-yeon. Được biết, Kim Seung Woo và Lee Mi-yeon đã ly dị vào năm 2000 vì không tìm được tiếng nói chung. Nhiều fan hâm mộ của Kim Nam Joo lo ngại rằng kịch bản này sẽ lặp lại đối với thần tượng của mình. Tuy nhiên, vượt qua mọi nghi ngờ của mọi người, Kim Nam Joo và Kim Seung Woo vẫn quyết định gắn bó cuộc đời mình với nhau trong một hôn lễ với sự góp mặt của đông đảo bạn bè và rất nhiều lời chúc phúc. Ngày ấy, đám cưới của Kim Nam Joo và Kim Seung Woo trở thành sự kiện giải trí hot nhất nhì showbiz Hàn lúc ấy khi quy tụ loạt khách mời toàn ngôi sao hạng A. Đình đám nhất trong số đó phải kể tới Jang Dong-won, Bae-yong-joon, Park Shin-yang, Cha Ji-gu, Shin Ae-ra. 17 năm vợ chồng dành hết tình yêu để trân trọng cuộc hôn nhân. Gần một năm sau khi kết hôn, Kim Nam Joo sinh con gái đầu lòng cho Kim Seung Woo. Trên Pan và Daum, nhiều tin đồn khẳng định Nam Joo có con với người đàn ông khác, còn Kim Seung Woo là người thay thế. Sau này, Kim Seung Woo từng tâm sự, tôi rất buồn khi con gái ruột bị đồn không phải con mình, chẳng lẽ đàn ông từng đổ vỡ không xứng đáng có hạnh phúc. Còn Kim Nam Joo đáp trả dư luận, dù gặp phải thử thách thế nào, tình yêu giữa tôi và anh Seung Woo vẫn bền vững. Sau này, cặp đôi lại tiếp tục chào đón sự xuất hiện của người con thứ hai. Cuộc hôn nhân của họ được xem là biểu tượng hạnh phúc của showbiz Hàn, được nhiều người ngưỡng mộ. Trở thành vợ rồi thành mẹ, Kim Nam Joo buộc phải lựa chọn là một người phụ nữ của gia đình hay là một người phụ nữ của công việc. Và cuối cùng, tình yêu dành cho gia đình của Kim Nam Joo đã lớn hơn tất cả. Cô từ chối các kịch bản phim, các hợp đồng quảng cáo để dành thời gian chăm sóc con, vun đắp cho gia đình. Mãi sau này khi hai con lớn hơn, Kim Nam Joo mới dần trở lại với các hợp đồng quảng cáo hay đại diện thương hiệu. Về phía mình, Kim Seung Woo luôn cảm thấy biết ơn vì Kim Nam Joo và hai thiên thần nhỏ đã cho anh biết thế nào là gia đình. Cuộc hôn nhân từng không trọn vẹn với Lee Mi-yeon khiến Kim Seung Woo từng hoài nghi về hôn nhân và tình yêu. Có lẽ vì thế, Kim Seung Woo càng trân trọng hơn cái mình đang sở hữu. Cũng như bao cặp vợ chồng, Kim Nam Joo và Kim Seung Woo có không ít lần bát đũa xô nhau. Kim Nam Joo từng chia sẻ, vợ chồng cô đều là người mang cá tính mạnh, ai cũng có cái tôi của mình. Thậm chí bản thân Kim Nam Joo còn chưa từng bao giờ nhận sai trong các cuộc cãi vã. Có không ít lần, họ giận nhau tới mức nghĩ rằng ngày mai có thể ly hôn. Thế nhưng may mắn rằng họ không buông tay nhau, kể cả khi mâu thuẫn đến mức cực điểm. Khi mâu thuẫn, họ cùng ngồi lại nhìn về những ngày khó khăn đã qua, nhìn lại những kỷ niệm tình yêu mà cả hai có, để rồi trân trọng nhau hơn. Kim Nam Joo và Kim Seung Woo từng thừa nhận rằng 17 năm là vợ chồng nhưng họ vẫn đang học cách để làm một người vợ, người chồng tốt, học cách để xây dựng một cuộc hôn nhân vẹn toàn. Thậm chí, họ học cách chấp nhận đối phương cả những điều xấu xí nhất. Họ nhận ra rằng trong một cuộc hôn nhân, cả hai đều phải biết học cách xin lỗi và bao dung. Có lẽ vì thế, trong suốt 17 năm đó, Kim Nam Joo và Kim Seung Woo chưa từng quên làm những điều lãng mạn cho đối phương. Đến tận bây giờ, họ vẫn giữ thói quen gửi thư tay cho nhau nếu như ai phải đi xa đâu đó. Trong show Mr. House Headband của đài KBS, Seung Woo cũng chia sẻ bí quyết để giữ lửa hôn nhân, đó chính là không giấu nhau chuyện gì, trò chuyện mỗi ngày và thẳng thắn chỉ ra điểm chưa hài lòng về đối phương để sửa đổi. Bản thân Kim Nam Joo và Kim Seung Woo từng thừa nhận rằng, đối với các cặp vợ chồng nghệ sĩ thì ký vào tờ đơn ly hôn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc cùng nhau vượt qua những khó khăn để bên nhau tới tận cuối đời.